Người xưa nói, ngồi trước người hay mặt còn sợ hơn ngồi trước mặt hổ và sói. Không sợ con hổ hung dữ đang ngồi trước mặt, mặc dù chúng là những loài động vật cực kỳ hung dữ trong tự nhiên. Vậy tại sao ông cha ta lại nói không sợ hổ và sói ngồi trước mặt? Trước hết, hổ sói ở đây không phải là hổ sói thực sự, mà là những người như hổ sói hung hãn, tàn nhẫn và lộng quyền. Người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Mặc dù chó rừng, hổ và báo là một trong những loài động vật hung dữ nhất trong tự nhiên, nhưng sự hung dữ của chúng đã được nhiều người biết đến. Vì vậy, một khi bạn gặp một con vật như vậy, bạn đã chuẩn bị đầy đủ để đối diện với nó. Hơn nữa, nhiều người biết rằng vì họ không thể đối diện với nó, họ luôn tìm cách ẩn náu. Vì vậy, khi gặp phải hổ, phần lớn mọi người đều ở thế bất lợi. Nhưng những gì hổ báo phát ra, chúng ta đều có thể nhìn thấy, có thể biết trước được áp lực, nên nếu thận trọng, bạn vẫn có thể né được. Còn đối với người hai mặt, chúng ta thường không thấy dấu vết của họ. Điều đó đáng sợ hơn nhiều so với hổ và sói. Chỉ sợ người hai mặt. Trên thực tế, nửa sau của câu nói này là sợ người có hai thanh đao trước mặt, bởi vì những người này luôn có thể lật ngược trò chơi của bạn. Chuyện này sẽ trở thành chướng ngại trong cuộc đời bạn, làm gián đoạn cuộc sống của bạn mà bạn vẫn không cách nào biết được. So với những người như hổ báo, những người như loại kiếm khách hai mặt này càng cảm thấy đáng sợ hơn. Những kẻ này còn được mọi người gọi là đạo đức giả. Họ luôn tươi cười và hại bạn từ phía sau. Họ đều là những kẻ phản diện. Điều đáng sợ của một kẻ đạo đức giả là bạn không biết bộ mặt thật của hắn, và để trở thành một kẻ đạo đức giả, bản thân người đó cũng đòi hỏi chỉ số EQ và IQ rất cao, cũng như mưu mô thâm độc, nên mức độ nguy hại càng sâu sắc hơn. Điều gì trước mặt thì dễ thấy, nhưng mũi tên bí mật phía sau thì khó biết. Đối xử chân thành với mọi người là cách sống trên đời. Trong một xã hội phức tạp, cuộc sống giống như một trò chơi. Ngay cả khi bạn đã bị tổn thương một cách tàn nhẫn bởi kẻ hai mặt, cũng đừng quá thất vọng. Hãy luôn đặt niềm tin vào cuộc sống, đừng để bị kẻ xấu quấy rầy. Trong cuộc sống, nếu hai người rõ ràng không thể hòa hợp, thì chỉ duy trì tình cảm hữu nghị vì mối quan hệ hợp tác. Chúng ta cần hiểu rõ câu nói thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Đối với những người quen biết chưa lâu, khi hiểu thấu đáo và nắm bắt được thì mới có thể phát tiết lòng thành. Khi tiếp xúc với mọi người, bạn phải biết cách dành lại cho mình một đường lui. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách nhìn người của Gia Cát Lượng. Chỉ cần 7 câu nói có thể nhìn thấu một người. Là một triết gia có mưu trí sách lược huyền thoại, khi dùng quân chiến đấu hay giải quyết việc quốc gia đại sự, Gia Cát Lượng đều phải chiêu mộ số lượng lớn nhân tài. Vì vậy, trong sự nghiệp chính trị nhiều năm, ông đã đúc kết được phương pháp nhìn người của riêng mình. Trong Trí Nhân, ông chính thức đưa ra quan điểm của mình về cách nhìn người. 1. Chí hướng, dùng đúng sai để hỏi nhằm xem xét. Câu này có ý nghĩa là đưa ra vấn đề đúng sai rõ ràng để hỏi đối phương nhằm xem xét chí hướng của đối phương như thế nào, thái độ có đặc điểm gì, cũng là để xem lập trường của người này. Muốn đánh giá một người có đáng trọng dụng hay không, đầu tiên phải hiểu được cách nhìn nhận của người đó có tích cực, chính xác hay không. Bởi vì trung thành là điều quan trọng nhất, cũng là yếu tố cơ bản nhất. Kẻ làm tướng nếu như không phân biệt rõ địch và ta thì hậu quả là vô cùng thảm hại. Theo Gia Cát Lượng, chí là yếu tố đứng đầu. 2. Ứng biến, dùng nhiều câu hỏi để truy vấn khả năng. Đưa ra một vấn đề rồi cùng tranh luận với một người sẽ có thể thấy rõ được khả năng ứng
biến nhanh nhạy của người đó. Người có khả năng ứng biến giỏi, nhanh nhạy có thể chuyển bài thành thắng, mở một con đường mới cho bản thân và người đi theo mình. Ở vào những tình huống tưởng như không có lối thoát, họ vẫn tìm được đường ra. 3. Tri thức, dùng mưu kế của mình để đánh giá kiến thức. Trong công việc kinh doanh, vấn đề con người là vấn đề quan trọng hàng đầu. Có nhà kinh doanh thành đạt cho rằng, cách dùng người tốt nhất là ủy quyền và kín đáo xem xét, tức là cho nhân viên một số quyền hạn để họ có một khoảng không hoạt động, nhưng sẽ kín đáo giám sát quá trình làm việc của anh ta. Thứ nhất là xem xét khả năng và hiểu biết của anh ta khi xử lý công việc. Thứ hai là xem xét thái độ làm việc của anh ta. Thứ ba, nếu thấy anh ta có lệch quỹ đạo thì có thể kịp thời ra tay uốn nắn, ngăn chặn tổn thất. 4. Dũng cảm, đặt ra những tình huống nguy khốn xem dũng khí. Ý nghĩa của câu này là đưa ra những sự tình nguy khốn khó giải quyết để tìm hiểu dũng khí và khả năng quyết đoán của đối phương. Điều này rất quan trọng đối với những người làm tướng, những người đứng đầu. Trong hoạn nạn, có thể thấy được chân tình, gặp được khó khăn quẫn bách sẽ biết ai là hào kiệt. Đứng trước áp lực, khốn quẫn, thách thức ở ngay trước mặt, sự tình biến hóa mới có thể nhìn thấy được dũng khí của một người. Thứ năm, bản tính, dùng rượu để xem tính tình của đối phương. Cùng một người uống rượu, có thể thấy được phẩm tính của một người. Có người sau khi uống rượu, lải nhải mãi không thôi. Đối với người này, đừng nên tiết lộ bí mật gì, đặc biệt là bí mật quốc gia đại sự. Có người uống rượu xong lại không có đủ lực để khống chế bản thân, đánh mất lý trí. Những người này đều khó làm thành việc lớn. 6. Chính trực, dùng lợi lộc công danh để xem liêm chính. Một người quản lý ở công ty lớn chia sẻ rằng, khi dùng người hay cần chọn người thân tín, ông sẽ cho người đó nhiều cơ hội làm ở những chức vụ có thể chiếm được những món lợi nhỏ để xem xét sự thanh liêm của họ. Nhờ đó có thể hiểu đúng về bản chất con người họ mà giao cho họ những trọng trách lớn hơn, những chức vị chủ chốt. Người thanh liêm thường lại có lòng tự trọng cao, biết nhìn lại bản thân, làm việc hết mình không vị tư. Cho nên đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. 7. Lòng tin, giao việc và cho tự hẹn khoảng thời gian sẽ hoàn thành. Muốn biết khả năng giữ chữ tín của một người đạt đến mức nào, đừng ngại dùng cách này, giao cho họ một công việc và hãy để cho họ tự đưa ra khoảng thời gian sẽ hoàn thành công việc sau này. Sau cùng, xem thời gian hoàn thành có đúng như đã hứa hay không. Đương nhiên, chỉ cần dùng một cuộc hẹn cũng có thể nhìn ra sự thành tín của một người. Có thể một lần khó đánh giá, nhưng nhiều lần xảy ra thì phải nhìn nhận lại sự thành tín của người này. Nếu một người nói rằng anh ta không thể làm những điều đó cho đối phương, anh ta sẽ thành thật xin lỗi người khác và đôi khi thậm chí giới thiệu một người có thể làm tốt. Mặc dù anh ấy đã phá vỡ niềm tin của mình vào thời điểm này, nhưng thay vào đó anh ấy đã cho thấy những phẩm chất của mình. Thành tín là cái gốc của làm người, làm việc. Nó có sự tương thông và là thể hiện của chí. Mặc dù phương pháp biết người của Gia Cát Lượng đã được đề ra từ hơn nghìn năm trước, nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với xã hội hiện đại. Nếu quý khán thính giả thấy video này hay và có ý nghĩa, xin chia sẻ và đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thêm nhiều video ý nghĩa của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.